À, chào anh Bằng, chào mọi người duy đang ở nhà anh Bằng. Thì nghe chia sẻ của anh về cái anh gì đó lần trước á, thì chỉ bổ sung thôi, cũng không dám nói là cái anh Rồi, gì trước 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 của chú bé này nữa. Anh Bằng này, ok. anh nói rằng là kẻ thù chúng ta không 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 phải nói như anh nói đâu. Kẻ thù chúng ta là bây giờ hiện nay chúng ta xác định, đất nước ta xác định là kẻ thù là những kẻ nào mà trực tiếp đánh và xâm lược nước ta đối với cả kẻ thù anh ạ, à, chứ không Đúng phải rồi, là chứ xác định kẻ không thù phải được, chứ không phải chứ đúng là rồi, Trung Quốc, không phải chứ đúng kẻ rồi, thù không Trung phải, Quốc. anh đó nói như vậy là không đúng quan điểm của đảng đâu, Ừ. em thì đính chính như vậy. Cái thứ hai, đất nước Việt Nam chúng ta là chính sách của nước ta cũng rất là của đảng nhà nước chúng ta, về nói về quốc phòng á, thì chúng ta có ba cái không. Thứ nhất là không liên minh quân sự với đất với một cái tổ chức nào cả. Thứ hai nữa là không cho bất cứ một nước nào đặt cái căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ của mình, Đúng và cũng không lấy lãnh thổ của mình để chống lại nước nước khác anh ạ. cam danh là một ví dụ. Đấy, em nói ví dụ như vậy đấy, để bổ sung, để bổ sung thêm cái chỗ cái anh gì nói vừa rồi. Không nói ra như vậy, nói mà Rồi. nói chúng ta xác định là Trung Quốc hoặc Mỹ như vậy nó sai quan điểm của đảng, là nó không đúng với lại cái quan điểm đối ngoại quốc phòng của đất nước ta đó, em bổ sung như vậy thôi. Vâng, Cái thứ thì nói hai chung là nói bây giờ về đây cái ý là như thế này. Nói chung là nước ta coi tất cả các nước trên thế giới đều là bạn của chúng ta hết, nhưng dạ bất đúng kỳ rồi, một kẻ thù nào mà xâm lược đất nước chúng ta thì nói đó chung là là kẻ đảng, thù. chính phủ và cùng với nhân dân ta thì là sẽ đánh chúng nó bật ra khỏi đất nước. Dạ Đúng không, không? Vì cái độc lập nếu chủ đất quyền nếu của nếu đất nước Việt đối Nam. đối nếu đất nếu ai đó, mình nói cho dễ hiểu, nếu nếu đối tượng nào đó xâm lược đất nước ta thì chúng ta xác định đó là kẻ thù anh ạ. À, chứ còn bây giờ Đúng chúng rồi, ta không có xác định là ok. Mỹ, Trung Quốc hoặc là Nga, không được, cái nó không xác định đất nước nước nào sẽ là kẻ thù của chúng ta anh ạ. À, đấy, nên như vậy Rồi, anh ok. hồi nãy anh nói như vậy là nó không đúng, thì em đi bổ sung như vậy đấy, để nói mình nói cho nó đúng thôi, Rồi. thì khi trao đổi dân chuyên này là cho nó đúng. Cái thứ hai nữa là bây giờ như chú bé hồi nãy chú nói á, là chú bé cũng cũng ngộ nhận ra được, hiểu được một phần nào đó, nhưng mà nhưng mà em cũng bổ sung thêm chỗ này, chúng ta không có nói là độc đảng anh ạ, mà chúng ta còn là đơn đảng thôi. Nếu anh độc đảng thì anh vào anh tra từ điển Bách thư toàn thư nó không có đâu tức là mình chỉ có đơn đảng đấy. Không, tức là Còn bây giờ mình muốn nói, tức là mình chỉ bọn nó nói, tức mình dạ gọi dạ ấy là đúng rồi, Việt tức Nam là là độc một đảng, số nhưng mình bảo là dạ nhưng mà không độc quyền, không 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 ấy, dạ không độc dạ tài. dạ còn để nói thêm mấy chỗ mà nói là đa đảng hay không đa đảng ở chỗ này, để nói cho cái chú bé đó cũng và cũng như mọi người chúng ta chia sẻ với nhau thôi. Ở đây nói về ví dụ như một số người cho rằng là nước Mỹ họ 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 đa đảng, tức là họ tự do, ví dụ như thế này, họ nói là người dân có được quyền biểu tình, rồi chửi bới, báo chí tự do phanh phui những cái chuyện nhạy cảm trong xã hội, nó xuyên tạc bôi nhọ lẫn nhau, rồi cạnh tranh của các cái đảng phái này nhằm hại uy tín đảng phái kia. Đấy. Nhưng điều đó nó không phải là bản chất của dân chủ anh ạ. À, đó không phải là bản chất của dân chủ đấy, nhưng mà chính người Mỹ họ cũng nói là điều đó đâu phải, không 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 phải là dân chủ đấy, Ok, nó Nguyễn không phải Dũng. dân chủ. Bởi vì như thế này này, bất cứ một cái nền dân chủ nào cũng vậy, nó cũng đều nhằm cái bảo đảm cái sự thống trị của giai cấp đó đấy, và cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng anh ạ. À, dân chủ anh như nhé, dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay là đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp đó đấy. Đó, rồi bản thân của nền dân chủ tư sản là nó là gì, dù có tô vẽ như thế nào chăng nữa thì dân chủ của nó vẫn là dân chủ của giai cấp tư sản nhằm bảo vệ thống trị và cái của giai cấp của họ và thôi đấy, để nói như rõ rõ như vậy á. Chứ mọi người đừng có nghĩ rằng là rồi để cho Huỳnh sẽ chia sẻ mọi người thêm một cái nội nữa là đất nước chúng ta cũng vậy thôi. Đất nước chúng ta trước kia năm 1945, trước kia mà sau khi tuyên ngôn độc lập cũng đa đảng đó, anh Bằng công nhận với em chưa, lịch sử Đúng có rồi, ghi lại đấy đấy, lúc đã đấy đa đảng ta đấy. là đúng rồi. Nhưng mà cái sứ mệnh đó, cái đa đảng đó, một số đảng kia họ không làm được cái điều gì được, thì rõ ràng là chúng ta hiện nay là đơn đảng đấy anh ạ. À, để nói như vậy cho mọi người biết rằng là ở đất nước ta có đa đảng đấy.
Nhưng mà năm 1988 thì là mới hết ra đảng nha. Dạ đúng rồi, lúc đến đó năm là còn đảng dân chủ và đảng thì xã đúng hội. rồi, đảng đảng dân chủ và đảng xã hội nữa, là Dân tuyên chủ bố và tự đảng giải xã hội. tán. Đúng. Dạ. Đấy, để nói với mọi người biết là đất nước tương lai có đa đảng. Nhưng mà cái đa đảng đó, những cái đảng kia họ không làm được, họ không được tròn được cái sứ mệnh của mình. Đấy, tự họ giải tán. Để nói như vậy, chúng ta đừng nói là chúng ta không có đa đảng đâu. Đấy. Thì em cũng muốn lên chia sẻ thêm cái nội dung về nói cho là thêm về vấn đề chỗ mà một số người nói rằng là đa đảng hoặc là gọi là độc đảng, đa đảng, nhưng mà chúng Rồi, ta nên dùng bạn từ bạn đơn giản hơn. có một cái nhận thức về chính trị rất là hay. Thì bây giờ bạn bây giờ là cái chủ đề hôm nay mình nói về những cái sự xuyên tạc của thằng Tân Thái bên Hải Dương và cái bọn mà Ba Que ở bên Hải Ba Que ấy. Thì giờ bạn có một Dạ. cái nhận xét gì không? Thực tế ra em thì em là nhiều 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 cái bọn bên 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 bên, bên, bên giống như là Ben Lê Chương này, rồi hay cũng có lên đã từng đối chất với Ben Lê Chương rồi. Đấy, nhưng mà quanh đi quẩn lại, chúng mục đích cuối cùng là chúng muốn nói xấu đất, hạ bệ đất nước chúng ta, là muốn rằng là thay đổi chế độ. Đấy, không thay đổi chế độ Đúng. cũng đòi đa nguyên đa đảng. Đấy, nói chung mục đích cuối Chúng nó cùng là phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chúng nó dạ muốn bây coi giờ như em là lật đổ cái Đảng Cộng sản. Đấy cái mục đích của dạ chúng nó cuối cùng là như thế. em chỉ nói ngắn gọn thế này thôi anh bạn này. Khi Ok. đất nước chúng ta gặp khó khăn thì ai đứng dậy lãnh đạo đất nước này, nhân dân này, để giành lại độc lập cho đất nước? Đảng nào đứng lại? Nói rất đơn giản, đấy thì cũng là Đảng Cộng sản đứng ra lãnh đạo. Đấy thì chính Đảng Cộng sản đã đưa đến cái nền độc lập và dân tộc của chúng ta đến ngày hôm nay, đất nước được hòa bình. Thì không có cớ gì nào đó, thằng nào vô đây để bắt chúng Đảng Cộng sản này phải chia sẻ quyền lực hết. Nó dứt dạng một câu như vậy, đúng không anh? Bây giờ Đúng tôi rồi. nói ví dụ trong gia đình anh thôi, đúng không? Anh khai hoang là miếng đất tự nhiên, có thằng nào nhảy vô bắt anh chia cho miếng đất đó, anh có chi không? Tôi hỏi đơn giản vậy thôi. Đấy, bởi vì thực tế ra mà nói, phân tích ra về lấy dựng chứng về lịch sử hình thành đến Đảng Cộng sản và cái bọn bọn tay sai bắn nước ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì bọn này thực tế nó bảo thủ lắm anh ạ. À, Rồi. đấy em nói thật anh, nó bảo thủ lắm. Nhưng bây giờ cứ nói trắng phớ với một câu là bây giờ nhà tao, bây giờ tao tao sẵn tao ra khai hoang một đám đất á, thằng khác nhảy vào vào mày, liệu mày có cho không? Thế thôi. Đấy, còn còn cái việc tao canh tác trên đám đất nó như thế nào, tao tính toán như thế nào là việc của tao, mày không có việc chân bạc. Thế thôi. Đấy, nên em nói với anh đó là nói với bọn này, em nói thật với anh đó, em cũng nói rất là nhiều ở một số diễn đàn á, về giải thích cho bọn hắn á, quanh đi quẩn lại á, là chúng nó vẫn mang cái tư tưởng chống cộng, không bao giờ nó thay đổi được. Đúng rồi. Đấy, bởi vì bọn này á, đã từng qua nhiều thằng như Dóc Sơ Bùi này, thằng Hồng Phạm này, thằng A Quy này, rất nhiều thằng, đa số anh đã gặp rồi đó, là đa số nó Đúng rồi. qua nhà của Duy Nguyễn. Duy Nguyễn nó đem rất là hay, và nó cũng nó đưa 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 dần đưa dần vô, nó bị nó tịt, nó không không trả lời được. Em đã xem rồi, nó tịt. Thì nó qua các diễn đàn khác thì mình, em nói thật anh em mình cũng giải thích, nó cũng 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 tương tự lấy về lấy lịch sử để chứng minh rằng là cái Đúng gì rồi. nó đúng cái gì nó sai, nhưng bản thân tụi này không bao giờ nó thay đổi được. Nên như vậy em là hôm nay đi, hắn có nói em hỏi là một câu như vậy, em sẽ nếu mà trả lời được thì mày về đấy. Đấy, đấy Cái vấn để nói đề như vậy là nó cái vấn đề là như thế này này, những diễn đàn của anh ấy, tức là mình muốn lợi dụng cái sự xuyên tạc của chúng nó để mình bẻ lại cái sự xuyên tạc đó, qua đó mình tuyên truyền cho những người dân người ta chưa hiểu biết, hoặc là những cái Việt kiều ở bên kia thực tế là cái ý thức cái sự hiểu biết của người ta về đất nước Việt Nam, về cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cũng chưa phải là được ấy lắm, cho nên mình làm cái diễn đàn theo cái tính cách cách là tuyên truyền thôi. Chứ còn bảo cải tạo được đầu những thằng Tân Thái, thằng Ben Như Chương hoặc cái thằng AQ hoặc thằng Hùng Phạm đấy, chưa? Đấy và một số thằng khác thì mình không có hy vọng. Rồi. Dạ như thế này anh này, còn mình bây giờ mình á, mình giải thích á, thực tế mình giải thích cho những người nào đó, đối với người dân trong nước mình á, những người nào họ chưa biết hoặc là họ chưa hiểu anh ạ, là Đúng rồi. để họ hiểu ra thì họ đừng đừng Đúng. nghe lời tụi nó anh ạ. Đúng. Còn đối với những người mà ở bên hải ngoại á, những người nào đó mà họ có một cái tinh thần yêu nước, hoặc là có tinh thần còn còn đứng giữa giữa cái đúng và cái sai, hoặc là những Đúng rồi. hậu duệ của họ, họ nhìn được
đấy, tiếng nói của đa số người dân của mình ở trong nước hoặc trên các cái diễn đàn yêu nước, mang cái tiếng nói yêu nước của mình á để họ hiểu ra, đấy, để họ cùng có một cái chí hướng là cùng về xây dựng đất nước quê hương của mình. Anh à, đó, anh em mình là mục đích là như thế thôi. Đấy, chứ còn thực đúng tế rồi. một số thằng mà cứ vô đây vô hỏi nào là hỏi những cái chuyện nào là tai nạn giao thông rồi nào là ung thư, em nói anh cái đó là nó chẳng qua nó móc ngóc méo anh em mình thôi, chứ còn thực tế Đúng rồi. nó em nói anh là nó khốn Nó khổ, cũng biết đấy. nó bảo thủ anh ạ, nó bộ đầu óc nó hóa thạch hết Đúng rồi. rồi, đầu óc nó hóa thạch hết rồi đấy. Nên quanh đi quẩn lại nó cũng vậy đấy, cũng cũng có từng đó có hỏi thôi anh bạn ạ. Để Đúng nói rồi, đúng về rồi. còn nói về bây giờ nói về dân dân mình á, nói về như thế này anh ạ, nó thực tế là anh em mình nói ở trên này là ngoài chúng ta phê phán cái bọn dân 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 bọn chống cộng cực đoan bên hải ngoại rồi, mà chúng ta cũng phải mạnh dạn nên lên án cái bọn dân chủ cuội trong nước anh ạ. Đúng Bởi rồi. vì anh biết tại sao không? À, bởi vì đa số ở ở tin tức ở Việt Nam mình mà cái bọn chống cộng hải ngoại nhận được là đa số cái dân chủ cuội, dân phản cái bọn phản động ở trong nước này truyền ra cho cái bọn ở ngoài kia. Rồi từ từ anh nào nói cộng sản hèn thì tập là tôi nói cái cả hèn cho cái bọn dân cái bọn Việt Nam Cộng hòa hèn sau tôi sẽ nói sau. Nhưng tôi để tôi nói thêm cái chỗ là cái tin tức của bọn dân chủ cuội mà truyền lại cho cái số mà ở bên hải ngoại để những cái tin tức đó đa số nó xuyên tạc hết thôi, lên nhà Benny Trương này, Tân Thái này, rồi nhiều lắm nhiều cái diễn đàn khác anh thấy không, đa số là chúng cứ xuyên tạc cái việc của đất nước của mình, đa số của toàn là của đất nước của mình xuyên tạc nó không thôi, cũng từ cái xuất phát Đúng của rồi, bọn toàn dân chủ xuyên tạc trong này. nước. Rồi có một số đài ví dụ như đài RFA rồi đài Em The nói Voice này, FIBC chữ Việt. đấy đa số nó là nó xuyên tạc tình hình đất nước thôi. Thôi em cho chia sẻ với anh như vậy, còn để em nói cái hèn của cái bọn mà Việt Nam cộng với cái bọn mà đang 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 bọn chống cộng cực đoan bên hải ngoại này, tại sao cái bọn này có mặt ở bên hải ngoại thì để nói như vậy các thấy được cái hèn của tụi nó này. Cái hèn thứ nhất á, là cái hèn á, là tuột quần đua kèn. Cái điều này chúng thực tế là anh em chúng ta không muốn nói đâu, nhưng mà hắn nói ở đây nó xúc phạm đến chúng ta phải nói cho nó biết. Thứ nhất là tuột quần đua kèn, đúng ra hắn nói tổ quốc danh dự và trách nhiệm đấy, cứ nói đúng ra chúng phải chiến đấu hơi thở cuối cùng chứ, như đây tụt quần đua kèn bỏ chịu chay bỏ chạy tụt quần đua kèn đó, cái hèn thứ nhất đấy. Cái hèn thứ hai nữa, trong bất cứ ở bên hải ngoại, trong bất cứ một cái cuộc biểu tình nào, trong bất cứ một cái diễu hành nào cũng kè kè cái lá cờ vàng ba sọc đỏ gọi là cờ ba que, bên cạnh cờ ba que là có cờ Mỹ đấy, tức là có bố đỡ đầu với mới dám đi 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 ra ngoài đường, còn không có là không dám, đó là kèn thứ hai đúng không. Cái hèn thứ ba nữa là cái sự thật Việt Nam á, đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam á, và đất nước Việt Nam được mọi các nước trên thế giới công nhận là một đảng đấy, lãnh đạo đất nước đấy, chính Mỹ là bố đảng bố đỡ đầu chúng nó đấy, mà cũng khẳng định được điều cũng đó, phải mà tôn chúng nó trọng bây giờ đúng không, cũng vâng phải vâng vâng tôn tôn trọng trọng cái thể chế đúng rồi chính trị ở Việt Nam. của Việt Nam đấy. Thì nhưng mà mồm chúng nó đúng lúc nào cũng khoác lác á, là cộng coi như là khoác cũng cũng nói rằng là miền Bắc á, là cưỡng chế miền Nam, nếu mà chúng ta sai thì làm sao Mỹ nó công nhận chúng ta được phải không anh? Đúng Đấy rồi. mình phải nói như thế chứ, cha hắn mà thằng cha hắn làm sao mà cha hắn nó sai được đúng không? Đó là cái hàng thứ ba. Cái hàng thứ tư nữa là cái độ mà vừa mà không dám chấp nhận cái sự thật đấy, không dám chấp nhận sự thật đấy, là mồm lúc nào khoác lác á là cộng sản sản là cưỡng chế miền Nam đấy, cái mồm của nó lúc nào cũng khoác lác là cộng sản cưỡng chế miền Nam đấy, rồi xuyên tạc tình hình trong nước, rồi khi mà Việt Kiều ở ở ở bên đó về lại khen đất nước chúng ta trong này lại tổ chức là biểu tình kỳ thị họ đó, cái hẹn thứ tư của nó hèn đến mức độ như vậy đâu. Cái hẹn thứ năm nữa là cái gì, là khi các cái hợp tác làm ăn của các ví dụ như là các cái doanh nhân ở bên Việt Nam về Việt Nam mình làm ăn thì chúng biểu tình chúng phản đối chúng tẩy chay, nhưng chính phủ Mỹ qua Việt Nam ký kết làm ăn Việt Nam thì chúng không dám lên tiếng. Đó bố hắn đây bây giờ lên biểu tình đi đó, bố mày đi qua biểu Mỹ đó qua làm ăn ký kết với Việt Nam tại sao không không đi biểu tình, mà biểu tình những cái người dân bình thường
chính là người Việt Nam máu đỏ da vàng với nhau ở bên đó, sao lại chống, đúng không? Thằng bố Mỹ là qua ký kết làm ăn với lại tổng thống Trump đó, mà khi qua ông Tập Cận Bình qua Mỹ là cháu của ông Trump đó, là hát bằng tiếng Trung Quốc để tiếp đại ông Tập Cận Bình, sao không không biểu tình đi, đúng không? Mà khi Việt Nam mình học Trung Quốc qua Việt Nam giao thương làm ăn, chúng này biểu tình. Đó là cái thứ năm. Cái thứ sáu nữa là khi cảnh sát Mỹ, tôi nói cụ thể nhất là ngày chuẩn bị Mỹ trục xuất 8.600 người Việt ở ở ở ở bên đó đi về. Đấy. Không không biểu tình cho rầm rộ đi, không cầm cờ ba que đi mà đi biểu tình, đâu có dám. Đấy. Và cái hàng cuối, cái hàng nữa là chỉ biết bắt nạt lừa bịp người dân của mình thôi. Đấy. Người dân người Việt Nam mình ở bên đó thôi. Đấy. Và quay mồm mà chửi quê hương đất nước thôi. Đấy, tôi nói tôi mới ngồi tôi mới tổng hợp được 7 cái hàng của tụi nó đó. Đấy, để cho nó biết rằng là không phải chúng người văn chung trong nước chúng tôi không biết được cái xảo trá của các anh đâu, không phải là không biết. Đấy, thực tế là nếu mà các anh không quay về chửi bới đất nước quê hương, thực tế chúng tôi không bao giờ nói anh đang không đúng nhận rồi. Bên anh em không bao giờ nói đâu. Cuộc chiến này 43 năm qua rồi, đúng không? Chứ mình hiện nay mình chỉ bắt tay vào xây dựng đất nước để đất nước càng ngày càng phát triển thôi, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ những người mà lính Việt Nam Cộng Hòa hiện nay còn ở lại chúng tôi thì chúng tôi vẫn thân thiện, chúng tôi vẫn cứ coi người đó là những người dân Việt Nam bình thường, đúng không? Chứ còn chúng mình nói lại làm cái gì? Cái cuộc chiến 43 năm rồi, qua 43 năm thì mình những người dân Việt Nam coi đó và cho vào đó, cho vào cái lịch sử và coi đó là những cái bài học để sau này cho con cháu người ta biết thôi. Chứ mình chẳng muốn nhắc lại làm gì. Nhưng mà chúng nó cứ suốt ngày chúng nó sủa về đây, đúng không? Và chúng nó nói xấu, chúng nó xuyên tạc các kiểu. Thì bắt buộc anh em mình là phải lên coi như để giải thích cho những người dân người ta biết thôi. Không nghe theo những lời xuyên tạc của bọn nó. Rồi ok. Em lấy một cái ví dụ như thế này thôi anh này. Em lấy ví dụ thôi. Nếu mà đất nước chúng ta sau khi mà ngày 30 tháng 4 năm 1975 đất nước chúng ta thống nhất. Đấy, thì lúc đó chúng ta cũng tiến hành là hòa hợp hòa giải dân tộc ngay từ lúc đó. Thì từ đó đến giờ có bao giờ chúng đất nước chúng ta, anh xem những cái đài truyền hình TV các cái có bao giờ rằng là ra rã trên các cái đài của mình, chính thống của các cái đài trung ương có bao giờ nói gì đến đề cập đến vấn đề là nhục mạ của những cái anh mà ở bên hải ngoại đâu? Không có. Nhưng mà chỉ có các anh là trên này có cái Facebook rồi các một số phương tiện khác là quay về chửi rất hạ thấp uy tín, chửi lãnh tụ, chửi đảng, chửi nhân dân. Thế thì hỏi làm sao, em hỏi anh làm sao mà nhân dân mình không ai không bức xúc được. Chính từ bức xúc mà anh em mình mới lên đây là phản biện lại. Thực tế anh em mình đâu có chửi họ, không chửi. Thực tế anh em mình lên đây, thực tế cũng không ai chửi. Nếu họ nói sai điều gì anh em mình phản biện lại thôi. Chứ thực tế em thấy là cũng, ở đây ít ai cũng có người chửi. Bởi vì đi với Phật ở mặc áo cà sa, đi với ma là mặc áo giấy thì cái điều đó phải rõ ràng như thế thôi. Đấy. Nhưng mà đa số anh em chúng ta lên đây là phản biện lại. Rất ít khi cũng có người nào mà dùng những cái lời mà nó mang tính tục tiểu để phản bác, cũng có nhưng mà theo em là thấy cũng ít chứ không phải là đa số. Bởi vì họ tục tiểu thì mình đôi khi người họ bức xúc họ không kìm che nén được, họ bức xúc lại thôi. Đấy. Đúng rồi. Nhưng mà các người ở bên đó nó không có một cái suy nghĩ rằng là nó thời cha đã như vậy đời đời con là phải tiến bộ hơn một tí nữa. Thì đa số những người dân ở trong nước bây giờ hồi trước kia tham gia cái chế độ ngụy quân ngụy quyền trước kia đa số bây giờ họ sống họ thuận hết chứ có ai nói gì đâu. Đúng rồi. Anh em vật tay mắt mặt mừng họ xui ra với nhau, thậm chí là gì coi như là có vấn đề gì xảy ra mâu thuẫn gì đâu, đúng không anh? Đúng rồi. Ngay cái bản thân như bây giờ mình nói này, có một cái ví dụ rất cụ thể mà tất cả mọi người đều biết. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có con gái, đúng không? Người ta có làm thông gia với này, cái ông trước kia ông làm ở cái nghị viện của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đúng đấy. Đấy là cái hòa hợp hòa giải dân tộc, đúng không? Người ta cuộc chiến tranh qua rồi, tất cả mình là người Việt Nam, đúng không? Mình đều xây dựng đất nước Việt Nam để càng ngày càng phồn thịnh lên để mà sánh vai với các cường quốc Nam Châu châu, chứ còn mình đâu có hận thù gì, đúng không? Cho nên là cái nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đấy thì của Đảng Cộng sản Việt Nam ra ngày 26 tháng 3 năm 2014 thì nó thể hiện cái sự gây hòa hợp, cái hòa giải dân tộc. Mình coi những cái đồng bào, những người Việt sống xa quê hương đều là con dân của đất nước Việt Nam cả. Nhưng mà những cái bọn mà ví dụ chúng nó, bản thân chúng nó là cố tình, đúng không? Chứ còn đảng và nhà nước mình,
Vâng. Tụi nó là thực tế đó, tụi nó cố tình để xuyên tạc đất nước thôi anh. Nói chung là nó muốn nó cay cú, rồi nó vì cái lợi ích cá nhân của nó để rồi nó chà đạp cái lợi ích của dân tộc thôi. Nhưng mà nói vậy thôi, đất nước này, dân tộc này sẽ không bao giờ để Đúng cho không? chúng nó thực hiện điều đó đâu. Đúng rồi. Thôi em cũng tham gia chia sẻ với anh, với mọi Rồi. người trên diễn đàn của anh bạn như vậy. Thứ cuối cùng Rồi. chúc anh bạn và mọi người một buổi tối vui vẻ và một buổi Rồi, tối ngủ ngon. rất rất cảm ơn Dạ. bạn. Bạn có một cái nhận thức về chính trị rất hay. Thì nói chung mình mong muốn là mà những cái chương trình của mình thì bạn lên, bạn sẽ tham gia cùng mình về tất cả các vấn em đề. em em lên nhà anh là ngày lần thứ hai rồi đó. Rồi, ok. Mình Dạ. muốn lên nhiều nữa nhá. Rồi, Dạ. ok.